Trên địa bàn thành phố Cần Thơ, dù đã được cảnh báo và tuyên truyền về phương thức hoạt động của tội phạm lừa đảo qua điện thoại, qua mạng xã hội, nhưng nhiều người dân vẫn bị mắc bẫy với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Thủ đoạn của loại tội phạm này là gọi điện, tự xưng mình là cán bộ, công an, bộ đội, tòa án rồi đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản, sau đó chiếm đoạt. Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ tiếp nhận nhiều đơn tố giác của các bị hại trong các vụ lừa đảo. Các đối tượng lừa đảo thường gọi điện, giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, thông báo đến các bị hại có liên quan vụ án mua bán ma túy, rửa tiền mà cơ quan chức năng đang điều tra, rồi đe dọa bắt người dân chuyển tiền vào tài khoản, rồi chiếm đoạt. Nó cho cái số tài khoản đó xin lệnh, cho cái số tài khoản để mình chuyển vô đó 3 tỷ. Nó có dính líu tới cái vấn đề mua bán ma túy đó, cho nên là bây giờ cô là hợp tác với công an thì công an sẽ giúp đỡ cho cô. Đưa tôi hai cái phương án, một là đóng tiền tại ngoại, hai là kết hợp với công an địa phương sở tại để tạm ngăn chặn tôi. Thì qua đó là tôi đã chuyển tiền làm theo cái lời hướng dẫn của đường dây mà xưng là công an bên đó. Cũng theo các bị hại, trong quá trình điện thoại, các đối tượng phạm tội còn gửi kèm theo qua Zalo tin nhắn các quyết định triệu tập làm giả của các cơ quan chức năng, yêu cầu bị hại không được dừng điện thoại, không kể bất cứ ai dù là người trong gia đình và chuyển tiền vào tài khoản do chúng mở tại các ngân hàng. Vì mất bình tĩnh và lo sợ, đã có nạn nhân chuyển số tiền rất lớn. Tôi có một số ý kiến đối với người dân để mà cảnh giác như sau. Thứ nhất là không cung cấp những cái thông tin nhạy cảm của mình đối với những người không quen biết. Ví dụ như có cuộc điện thoại lạ gọi đến mình mà yêu cầu cung cấp số chứng minh, họ tên, địa chỉ hoặc là thông tin về tài khoản ngân hàng thì chúng ta tuyệt đối không cung cấp. Cái đó là những cái thông tin nhạy cảm cá nhân chúng ta cần phải bảo vệ. Cái thứ hai là cơ quan chức năng không làm việc qua điện thoại một cách lâu dài, mà chỉ có thể là điện thoại là liên hệ để xem có ở nhà hay không, đến gửi thư mời đến trụ sở cơ quan để làm việc. Cơ quan công an cảnh báo trước những thủ đoạn tinh vi của loại tội phạm này, người dân cần nâng cao cảnh giác, không nên nghe theo hướng dẫn của các đối tượng khi chưa từng gặp mặt. Nếu thấy có biểu hiện nghi vấn, người dân cần kịp thời thông báo đến lực lượng công an gần nhất để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Hợp tác với công an thì công an